Gen Z thi nhau khởi nghiệp làm chủ nhà hàng lẩu, thức nguyên đêm cày game làm các sếp thở dài than vãn, giá mà công việc nó cũng thế thì tốt biết bao. Những ngày vừa qua, mạng xã hội dần dần với chiếc trò chơi hóa thân thành chủ tiệm lẩu, đi đâu cũng bắt gặp những cụm từ như việc gì cũng đến tay chủ, nhân viên suốt ngày than vãn, đòi tăng lương, đòi trốn việc, tan làm. Được biết, đây là tựa game mới nổi trên mạng xã hội, cho phép người chơi trở thành ông bà chủ kinh doanh quán lẩu. Công việc chính là hàng ngày phát triển món lẩu, lập kế hoạch chi tiêu hàng ngày, tiếp khách hàng, đào tạo đầu bếp và nhân viên phục vụ. Với đồ họa sinh động, mô phỏng chuẩn nhà hàng, bao gồm cả việc nâng cấp trang thiết bị và nhân viên. Bởi vậy, nó đã thu hút hàng tá anh em Gen Z đang có đam mê khởi nghiệp kinh doanh làm giàu, đặc biệt là thế hệ Gen Z tại Việt Nam. Với khát vọng đổi đời, các anh em đã cày ngày cày đêm, hy vọng sẽ sớm trở thành ông trùm bà trùm ngành nhà hàng trên app. Nhiều doanh nghiệp quản lý đã phải lao đao, tăng huyết áp vì ngày ngày thấy nhân viên kinh doanh nhà hàng ảo mà làm việc mãi không xong. Cuối cùng chỉ biết ước, giá mà bỏ 1/10 vào công việc thì tốt biết mấy. Các anh em đang có đam mê khởi nghiệp mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể thử ngay chiếc game này nhá. Mặc dù nó không giúp ích lắm, nhưng mà nó hay. Các bạn nghĩ sao? Đã ai thử tải chiếc game này về chưa? Comment ngay cho TB Chan biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TB Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhá.